Rồi xin chào mọi người nha. Hôm nay mình lên top là 6 con chó Malinois cái 3 tháng tuổi. Có là màu đỏ đen và màu Duron. Đây 6 con tất cả đều cái. Rồi có 2 con màu đỏ đen với 4 con màu Duron. Thần kinh rất là tốt luôn nha anh em, rất là ham đồ luôn nha. Chó này 3 tháng tuổi, chích ngừa 2 mũi vaccine Mỹ nha. Khoảng tầm từ 8 tới 10 kg con. Có vận chuyển chắc tỉnh cho anh em luôn nha. Đàn này là hậu vệ của bố nhập nha anh em. Cho bố nhập. Rồi bây giờ mình sẽ bắt ra để quay từng con cho anh em xem. Rồi con số 1 nha anh em. Rồi bỏ vô đây cái. Số 1 cái. Rồi em vô. Em này số 2. Em này số 4. Hệt như nhau. Màu quá đẹp luôn nè. Leo rồi. Em này số 5. Số 5 leo rồi. Số 6. Đi, qua đây nè. Nè, à, nè, nè. Quá lành luôn. Rồi anh em bà con nào muốn mua thì kết bạn Zalo, số điện thoại của mình là 0766778880 nha. Nhắc lại 0766778880, có vận chuyển các tỉnh cho anh em luôn. Đây clip 2 con đực nha. Này đực số 1. Đỏ mặt đen. Đực số 2 này màu vàng sạch. Cũng ngã màu đỏ luôn á nha. Con này thì khoảng tầm 10 kg, còn con này thì khoảng tầm 8 kg. Đực số 3 màu đỏ đen.